Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay đến nhà của em Phương để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Đây, chào Phương. Chào anh Tấn, chào cô chú anh chị trên mọi miền Tổ quốc. Em tên là Phương, em ở Chợ Gạo Tiền Giang. Nay em có lô mai giao lưu cùng cô chú, mong cô chú xem và ủng hộ cho em. Số điện thoại em là 0917771666. Đó là cũng là số Zalo của em. Rồi, hình thức mình vẫn là bao sống bao ship toàn quốc ha Phương. Dạ, bao sống bao ship toàn quốc. Rồi, mình vô mã số đầu tiên là mã số N1. Số 1. Anh N1. Chiều cao 35. Rồi, cao 35. Cái hoành. Hoành thân 22. Rồi, hoành thân 22. Dị nghĩa ha. Nghĩa kỹ dáng ha. Dáng thế. Dáng cũng đẹp nè ha. Có cành bài bài ha. Còn để đây quý vị. Rồi, giao lưu như đây. Dạ, số 1 em xin giao lưu 600 ngàn. Rồi, 600. Rồi, xuống cây. Mã số N2. Anh N2. Rồi, anh N2 thì một combo. Dạ, combo có 5 cây. Em đo cao. Rồi, cao một cây cũng được. Chiều cao 50. Cao 50. Cái hoành đo cây nhỏ, cây bự ha. Dạ, nhỏ 8. Rồi, cây bự. Cây bự 11. Rồi, dao động 8-11 nha quý vị. Một combo 5 cây. Rồi, để luôn. Chậm xuống. Rồi, giao lưu như đen. Dạ, mã N2 em giao lưu 500. 500, 5 cây luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. Anh N3. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao 51. Rồi, cao 51. Hoành thân 19. Rồi, 19 hoành. Rồi, xoay luôn ha. Dạ. Rồi. Nằm nghĩa dáng với tay cầm bây giờ vô đế luôn nha quý vị. Đây nè, cũng đặt kẹo đây ha, chống chịu có đủ ha. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Dạ, mã N3 em xin giao lưu 650. 650 ha. Rồi, xuống cây. Không ngồi cái ghế ra, có cái ghế sao cả. Rồi, mã số tiếp theo. N4. 5 cây. N4. Chiều cao 42. Rồi, cái hoành luôn. Hoành 10. Rồi, 10 em. Hoành 10 luôn. Rồi, nói chung là 8, 9, 10 vậy. Rồi, 9, 10. Tầm khoảng đó đi. Rồi, để luôn nha quý vị. Để đây. 5 cây nha quý vị, nói nghĩa kỹ nha. Chậm lại chút nữa. Đó, đúng rồi, chậm cỡ vậy đó. Quý vị nghĩa mới kịp. Để 5 cây một lượt. Rồi, giao lưu như đây. Dạ, N4 em xin giao lưu 600. Rồi, 5 cây 600 mà bao ship bao sống luôn cho quý vị mình toàn quốc luôn nha quý vị. Rồi, anh N5. Chiều cao 50. Rồi, 50. Hoành thân 17. Rồi, xây luôn. Để luôn rồi quý vị. Để nôm cộng lực ha. Rồi, giao lưu như đây em. Anh N5 em xin giao lưu 550. 550. Rồi, xuống cây. Rồi, thế anh N6 ha. N6 con combo gồm 5 cây ha. Rồi, cao cũng cỡ. Cao 30. Rồi, cao 30. Còn cái hoành. Hoành 9. Này 8-9 quá. 8-9. Rồi, cỡ 8-9 ha. Quay chậm thôi nha. Xe chậm thôi. Rồi, quý vị ngắm kỹ nha. Để 5 cây ha. Đó. Rồi, giao lưu như đây. Dạ, 5 cây em xin giao lưu 500. 500. Rồi, xuống cây. Rồi, rồi. Còn gì nữa đây? N7 ha. N7, cao 50. Rồi, cao 50. Cái hoành. Hoành 23. Rồi, 23 hoành. Nghĩa đấy nha, kỹ đấy, nghĩa kỹ dáng nha quý vị. Rồi, giao lưu như đây. Dạ, anh N7 em xin giao lưu 900 ạ. 900 cũng vậy. Rồi, xuống cây. Rồi, anh N8 luôn. Rồi, chiều cao. Chiều cao 30. Rồi, cao 30. Cái hoành luôn. Hoành 17. Rồi, 17 hoành. Để luôn à quý vị. Dán cũng đẹp đẹp ha.
Dạ. Rồi thế nè. Đẹp quá nè. Rồi giao lưu nha. Dạ anh N8 em xin giao lưu 650. 650. Rồi xuống cây. Rồi anh N9 luôn. N9. Cao 38. Rồi. Cái vành luôn. Vành 16 ạ. Dán bay. Tay cành bẻ xè ra hai bên ha. Dạ. Ngay hai cây nè. Chị nghĩa dán thế luôn ha, đế luôn. Đế cũng đẹp ha, chú chú anh chị. Đẹp, đẹp cây luôn nè. Rồi, giao lưu như đây. Dạ, anh N9, em xin giao lưu 400 ạ. 400 ha, rồi, 4 cây. Rồi, anh N10, 5 cây luôn, combo luôn. Rồi, chiều cao ha. Dạ. Chiều cao 35. Rồi, cao 35. Bình thân 9. 9. Bình thân 12. Rồi, 9, 12. Dao động 9 tới 12 ha. Chậm dạ. Chậm nha. Chú chị nghĩ kỹ 5 cây ha. 5 cây này đế này cũng viên đế quá nè quý vị. Đó. Đẹp đẹp không ha. Rồi, dạ. Giao lưu như dạ, anh là 10, em xin giao lưu 550 ạ. 550 ha. 5 cây đẹp luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. N11. Rồi, chiều cao. Chiều luôn. Cao 38. Rồi, cái hoành luôn. Hoành 17 ạ. Rồi, 17 hoành ha. Rồi, dạ. Xây xây luôn. Rồi, diễn cái kỹ bộ đế nó ha. Rồi, giao lưu như đây. Dạ, anh N11, em xin giao lưu 600 ạ. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. 52. 12. Rồi, chiều cao. Chiều cao 62. Rồi, cái hoành luôn. Hoành 18. Rồi, xây xây luôn. Rồi, mình xuống đế luôn nha quý vị. Rồi, giao lưu như đây em. Dạ, anh N12 em xin giao lưu 650 ạ. Rồi, xuống cây. Rồi, anh N13. Combo 5 cây. 5 cây luôn ha. Dạ. Rồi, chiều cao. Dạ, chiều cao 46. Rồi, cái hoành. Em bự, em nhỏ đi. Quanh 11. Rồi em nhỏ phía trước mặt luôn. Em nhỏ 8. Rồi 8 tới 11 ha. Dạ. Rồi vô đế như quý vị. Chậm chậm đế như dạ. Nhìn em biết kỹ nha. Đó. Thêm vòng nó đi ha. Em coi là 5 cây phải cây chị coi kỹ kỹ. Rồi giao lưu như đem. Dạ anh N13 em xin giao lưu 550 ạ. 550 ha. Rồi xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. N14 ha. Chiều cao 35. Rồi, cao 35. Cái hoành. Hoành thân 15. Rồi, xây xây luôn. Đế luôn nha quý vị. Rồi, giao lưu như em. Dạ, anh N14 em xin giao lưu 450 ạ. Rồi, xuống cây luôn. N15 cũng combo 5 cây luôn ha. Dạ. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao 38. Rồi 38 cái hoành. Hoành thân 9,5. 9,5 con em đó. Em này 7. Rồi dao động khoảng từ 7 tới 9,5 ha. Đó. Để luôn. Rồi giao luôn như đây. Dạ anh N15 em xin giao lưu 550 ạ, 5 cây. 5 cây 550, đó, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. N16, chiều cao 67. Rồi, cái hoành luôn. Hoành thân 24. Rồi, xe xe luôn, này lắc đẹp ha. Dạ. Có tay cành đế luôn. Đế cũng liệu. Đế ở dưới cũng đẹp luôn. Vậy, lắc ha. Đế nơm liệu cái bầu đây. Dạ anh N16 em xin giao luôn 1,1 triệu ạ. 1,1 ha. Rồi dạ. Xuống cây. Rồi tiếp tục luôn. N17. N17. Chiều cao. Chiều cao 70. Rồi cái hoành luôn ha. Dạ. Hoành 19. Rồi xây xây luôn. Rồi mình xuống đế nhưng quý vị. Đây để đây. Đó. Đồ thủ
khổ. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, anh N17 em xin giao lưu giá 700 ạ. Rồi, xuống cây. Rồi, anh N18. Để quá, sao bồ đế? Cây này bồ đế đẹp nè cô chú anh chị. Chiều cao 57. Rồi, cái hoành luôn ha. Dạ. Tháo luôn. Hoành thân 29. Rồi, 29 hoành. Cây này bồ đế quái đẹp nè. Đậu gì nghĩa ha, nghĩa cái dáng rồi ha, có hai cái cành hồi trên lưng luôn ha. Đó, để đây. Rồi, giao lưu dạ, như đi. Dạ, 18 em xin giao lưu 1,2 triệu ạ. Rồi, 1,2 triệu ha, nặng. Dạ. Ôi, ôi, nào 19, quá xa cái bầu luôn. Rồi, chiều cao nó ha. Dạ. Chiều cao nó 1m2. Rồi. Cái hoành luôn. Hoành thân 25. Rồi, 25 hoành. Vì nghĩa tại cạnh ha. Thân thì tại thân trực rồi ha. Đế cộng nào nó hết biết cái cộng đế luôn. Đó, đặt kẹo luôn nè. Đế lực luôn. Cái phần chịu ăn trước nè. Quá vững vàng ha. Rồi, đế này quá dữ. Rồi, dạ, anh 19 em xin giao lưu giá 1,6 triệu ạ. 1,6 triệu nguyên cái cây có bị đế vậy nè. Quá dữ ha. Rồi, xuống cây. Giá rẻ rồi quá vậy. Quý vị thích alo liền ha. Rồi, tiếp tục em này cũng nặng dữ. Mà xếp với từng tiền cục đất này cũng bọn tiền. Tiền cục đất này bọn tiền ạ. Chiều cao 1m1. Rồi, mã số anh N20 ha. Dạ, anh N20. Bình thân 27. Rồi, xây xây luôn. Tại cành đây quý vị. Cây này bộ đế trải đều cũng đẹp quý chú anh chị. Đế đây. Rồi, giao lưu như đây. Dạ, anh 20 em xin giao lưu giá 1,7 triệu ạ. Rồi, 1,7 triệu ha. Rồi, dạ. Xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo quý vị. Mã dạ, số mã số là N21. N21 ha. Dạ. Chiều cao 49. Rồi. Vô cây hoành luôn. Hoành 25. Rồi, xây xây luôn. Chị ngắm nghĩa kỹ ha. Thân rồi ha, giờ để đây rồi quý vị. Để trong chiều gì có đủ trần ha. Rồi, giao lưu như đây em. Dạ, anh 21 em xin giao lưu 750 ạ. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 22. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao 1m1. Rồi, 1m1. Rồi, cái hoành luôn. Thân 27. 27. Tay cành đều luôn. Mấy này hiện tại giờ nó bung đâm chồi nó lọc trong mấy cây hết rồi. Dạ, cây đó. Khỏe rồi nghe cô chú anh chị. An tâm ha. Giờ nó đang đợi quý vị gì vô giá thể cho em nó đây. Đây. Kẹo ha. Dạ. Rồi, giao lưu như đây. Dạ, anh 22 em xin giao lưu giá 1,3 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, số tiếp theo luôn. Bự nữa ha. N23. N23. Chiều cao 1m1. Rồi, vô cái hoành luôn. Hoành thân 25. Rồi, 25 hoành. Tay cành cũng bự bự không nè. Dạ. Đó, tay cành lực ha. Đế luôn à quý vị. Rồi, giao lưu như đây. Dạ, N23 em xin giao lưu 1,5 triệu ạ. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp theo luôn. N24. Rồi, N24. Rồi, chiều cao. Chiều cao 99. Rồi, cao 99. Cái hoành luôn. Hoành thân 23. Rồi, 23 hoành. Rồi, xây xây luôn. Tại cành cũng đều quá nè ha. Dạ. Rồi, xuống đế luôn nha quý vị. Đế không đế, cũng bự bự không. Để đây, đó, bên đây ha, đặt ha, bên đây cũng đặt luôn, kính để hết trần nè, rồi, giao lưu dạ, nha. Dạ, N24 em xin giao lưu giá 1,3 triệu. Rồi, xuống cây. N25. Rồi, N25, rồi, chiều cao luôn. Chiều cao 89. Rồi, cao 89, cái hoành. Hoành 24,5. Rồi, xây xây luôn, 24,5 hoành.
Rồi mình xuống đế lên nha quý vị. Đế đây. Đế trải đều ha, kính dạ. Bầu không mặt nào trống hết trơn đây ha. Cũng đẹp đế nè. Rồi giao lưu như đây. Trên là 25, em xin giao lưu 800 ạ. 800. Rồi, xuống cây. Là 26. 26. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao 1 mét ạ. Rồi, cao 1 mét. Rồi, cái hoành luôn. Hoành 24. Rồi, 24. Rồi, xe xe luôn. Đây, cành cũng đều đấy ha. Dạ. Mấy này cũng đâm chồi nãy lọc trên mấy cái cành hết trơn này quý vị nè. Cây khỏe hết rồi nha quý vị. Ra chồi, đâm chồi hết. An tâm ha. Vì chỉ đợi quý vị chốt cây quý vị vô giá thể chăm em nó ha. Rồi, đế đây. Đế nôm. Kính bầu luôn, mặt nào cũng có ha, đủ ha. Dạ. Rồi, giao lưu như đây em. Trên 26 em xin giao lưu 850 ạ. 850. Rồi, xuống cây. Rồi, nợ 27. Rồi, chiều cao 46. Rồi, cái hoành luôn. Cái hoành 21. Rồi. 21 hoành. Đế luôn quý vị. Rồi, giao lưu như đây. Dạ, là 27 em xin giao lưu 750 ạ. Rồi, 750 ha. Rồi, dạ. Xuống cây. Rồi, là 28. Là 28. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao 64. Rồi, cái hoành. Hoành 20. Rồi, xe xây luôn. Rồi, để đây. À, để con có nhanh tử ngay cái mông. Em tạc thành cái đuôi luôn. Thành cái đuôi luôn. Rồi, giao lưu là 28 em xin giao lưu 750 ạ. Rồi, xuống cây. Nào, 29. Nào, 29. Bông chùm không? Rồi, chiều cao. Chiều cao 1m1. Rồi. Hoành thân 25. Rồi, 25 hoành. Trên đây con số cái nụ chuẩn bị bung này nè, có gì vậy? Đó. Bông chùm chùm. Đẹp ha. À, đế cũng đặt kẹo rồi quý vị ơi. Đặt luôn ha. Dạ. Rồi, giao lưu như đây em. Em là 29, em xin giao lưu giá 1.4 triệu ạ. Rồi, 1.4 triệu quý vị, giá yêu thương quá nè. Rồi, xuống cây luôn. Nổi nổi, nó mạnh lắm. Chiều cao 63. 630. Rồi, vô cái hoành luôn. Hoành 18 ạ. Rồi, xe xe rồi, đế nôm đẹp luôn nè. Ê, hey, đế nôm đặt kẹo. Rồi, giao lưu như đêm. Trên N30 em xin giao lưu 800 ạ. Rồi, xuống cây. N31 luôn. N31. Rồi, chiều cao. Chiều cao 60. Rồi, cái hoành luôn. Hoành 17. Rồi, xây xây luôn. 17 hoành. Đế đây. Đó, đế cũng quá xá đây. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Em là 31, em xin giao lưu 650 ạ. À. Rồi, xuống cây. Là 32 combo 5 cây. Combo 5 cây ha. Dạ. Đó. Này, này, chắc bự hơn combo hồi nãy nè. Bự hơn combo hồi nãy. Chiều cao 39. Rồi. Hoành em đó. Hoành em là 13. Cho em nhỏ này cái. Nhỏ này. Em là 9. Rồi, như vậy 13, nó dao động 9. Từ 13 đến 9 ha, 9 tới 13 vậy ha. Rồi, xe chậm chậm cho quý vị nghe kỹ đế năm em này nè. Đó. Cây nào cũng có đế đẹp nghe cô chú anh chị. Rồi, giao lưu dạ như đây. Là 32 em xin giao lưu 600 ạ. 6 cây. 6 cây đẹp đẹp không? Rồi, 5 cây 600. Luôn. Ờ, 5 cây 600 nè. Rồi, xuống cây. Giá cực kỳ mềm luôn. Mà ship mấy cục đất này cũng không. Dạ, ship mấy cục đất là hết tiền cây rồi. Cần ký thì chuyển của viện cũng hết tiền cây luôn rồi. N là N mấy rồi? Ba mấy rồi? Dạ, N33. Rồi, N33. Em thấp đó. Em thấp nhất, 32. Rồi, em cao nhất bên đây nè. Rồi, đó, em thấp nhất cái hoành đó luôn ha. Dạ, em thấp nhất cái hoành là 9. Rồi, em bự. Em bự đó cao luôn. Em bự, chiều cao 45. Rồi, cái hoành luôn. Cái hoành em 12. Rồi, xây xây luôn quý vị nha. Nắm nghe kỹ cái dáng nó trước đi ha. Dạ. Rồi xuống đế luôn nè. Cây nào đế cũng đẹp. Chậm lại xíu nữa nha. Dạ.
Bảo diện với kỹ đế nha. Đó, cũng cuộn cuộn có sắn ốc có nè ha. Đế nôm có nè ha. Đó, cũng đẹp đẹp ha. Rồi, mã số 33. Em xin vô luôn 600 ạ. 600 5 cây luôn. Rồi, okay, xuống 600. Cây. Đồng rồi. Giá luôn. Giá yêu thương luôn. N34. Rồi, N34. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao 57. Rồi, cái hoành em nói luôn. Hoành em nó 21. Rồi, 21 hoành. Dáng cũng đẹp nè. Tai cành cũng đẹp ha. Có tự tin lưng rồi, có nhánh hồi đủ hết trơn đi ha. Dạ. Đế nè, chống chịu cứ có luôn ha. Đế còn bự bự không, à. Đế cũng đẹp. Duyên cây quá nè. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ, N34, em xin vô giao lưu 850 ạ. 850 ạ. Rồi, xuống cây. N35. N35. Số cuối clip luôn. Chiều cao 57. Rồi, cái hoành. Cái hoành 21. Rồi, xây xây luôn. Nó dáng thế cũng đẹp đây ha. Dạ. Rồi, xuống cái đế luôn. Đó, đế nguyên bể luôn. Đó. Rồi, giao lưu như đây em. Dạ, em xin giao lưu 900 ngàn ạ. N35. Rồi, cuối clip. Rồi, cuối clip có vài lời gì muốn nói không em? Dạ, cuối clip em chúc cô chú dồi dào sức khỏe. Mong cô chú xem hết clip ủng hộ cho em ạ. Xin cảm ơn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.